cập nhật tình hình động đất tại Pakistan, giới chức tỉnh Balochistan, miền nam nước này ngày 7 tháng 10 đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi động đất xảy ra khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương tại tỉnh này. Giới chức địa phương cho biết đã triển khai máy bay trực thăng tới các khu vực bị ảnh hưởng để đưa những người bị thương nặng sang các thành phố khác để điều trị. Chúng tôi đã điều trị cho khoảng 200 người bị thương. Chúng tôi đã tiếp nhận thi thể của 15 người thiệt mạng. Một số người bị thương đã được chuyển đến Quetta bằng xe cấp cứu. Những người bị thương nặng được chuyển bằng trực thăng. Theo Trung tâm Giám sát Địa chấn Quốc gia Pakistan, trận động đất này có độ lớn 5,9 độ Richter với tâm chấn nằm ở độ sâu 15 km gần huyện Hanai. Trước đó, Trung tâm Địa chấn Châu Âu Địa Trung Hải và Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ cho biết, trận động đất xảy ra ở miền nam Pakistan vào sáng sớm mùng 7 tháng 10 có độ lớn 5,7 độ Richter với tâm chấn nằm ở độ sâu 20 km, cách thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan của Pakistan 102 km về hướng đông-đông bắc. Động đất xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng, hàng chục người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Người đứng đầu cơ quan xử lý thiên tai tỉnh Balochistan cho biết, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do khu vực chịu ảnh hưởng nằm ở vùng rừng núi, hệ thống đường xá lạc hậu. Động đất đã gây ra lở đất chặn một số tuyến đường và làm mất điện trên diện rộng. Nhà chức trách cho rằng, con số thương vong có thể còn tăng do ít nhất 15 người đang trong tình trạng nguy kịch và nhiều người vẫn còn bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Trong khi đó, báo cáo của chính quyền địa phương cho thấy 15 thợ mỏ đã bị mắc kẹt trong một mỏ than.